Hello, hello tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả bà con nha. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 2020 mọi người. Hôm nay là ngày Valentine, ngày lễ tình yêu mọi người nha. Cho phép Hoàng Hưng Đại Phú Hào chúc tất cả các chị em phụ nữ có một ngày Valentine thật là hạnh phúc, vui vẻ và được người thân tặng nhiều món quà ý nghĩa nha. Rồi hôm nay là ngày 14 tháng 2 thì Hoàng Hưng Đại Phú Hào sẽ quay trở lại quay giá cà phê và tiêu ngày hôm nay cho mọi người xem tiền đâu cho bốn bạn nha. Hôm nay hình như giá cả đồng ủng hộ chị em phụ nữ hay sao á, nên là giá xăng London và xăng New York đều tăng mọi người nha, tăng cũng khá mạnh ha, rất là mừng cho bà con. Rồi bây giờ mình sẽ đi quay giá cả thực tế tại xăng London có sự nó tăng bao nhiêu và xăng New York nó sẽ tăng bao nhiêu cho bà con mọi người tiện đường theo dõi bốn bạn ha, bà con theo mình nha. Đây là bảng giá cà phê xăng London, cà phê Ruta mọi người nha, Ruta. Chủ phiên giao dịch ngày hôm nay là ngày 14 tháng 2 2020, giá tháng 3 thì dương 15 đô mọi người nhé, lên 1.276 USD trên tấn. Tháng 5 thì dương 14 đô lên 1.301 USD trên tấn. Tháng 7 thì dương 14 đô lên 1.317 USD trên tấn. Tháng 9 thì dương 12 đô lên 1.333 USD trên tấn mọi người nhé, giá dương cũng khá mạnh mọi người nhé. Còn đây là bằng giá cà phê San New York mọi người nhé, cà phê Arabica, cà phê chè. Hôm nay dương cũng khá mạnh mọi người nha. Đây. Tháng 3 thì dương 3.8 sen lên 104,45 sen trên pound. Tháng 5 thì dương 3,95 sen lên 106,70 sen trên pound. Tháng 7 thì dương 3.90 sen lên 108,75 sen trên pound. Tháng 9 thì dương 3.85 sen lên 110,75 sen trên pound mọi người nha. Vậy là cả hai sàn hôm nay đều dương. Ủng hộ chị em những ngày lễ tình yêu hay sao? Rồi bây giờ mình sẽ đi quay giá cả thực tế tại các tỉnh Tây Nguyên cho mọi người xem, bà con xem tiện đường theo dõi buôn bán á. Bây giờ mình đi quay cà phê tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk mọi người nha. Hôm nay ngày 14 tháng 2, 2020. Ngày hôm nay ngày 14 tháng 2 2020 cà phê là 313, giá tiêu là 376, cà phê tăng tiêu tăng mọi người nha. Rồi
xin cảm ơn bà con đã theo dõi giá cả hàng ngày nha.